Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm clip về build đội Manchester United nha anh em. Đây, bạn Hoàng đã build sẵn rồi. Thì mình vô mình xem để mình bình luận chút xíu thôi. Đó. Thì đội hình này là đội hình 4-2-3-1 qua nha anh em. Đó. Thì có ba con Harry Maicon, đó là Van der Sar, con Bosco và con Vidic. Thì bạn này không thích Bruno và con Eriksen nên dùng 4-3 nha anh em. Đó, dùng 4-3 nha anh em. Thì ngoài ra thì mấy con kia thì ok anh em. Đó, Ronaldo, Anthony, Rashford, đó, Telles, đó, Martinez và con Dalot là ok bình thường. À, Casemiro nữa là ok, là những cầu thủ của Manchester United. Chỉ có Pogba thì là cựu cầu thủ của Manchester thôi. Đó là vẫn còn giữ lại. Thì ok anh em, thì bây giờ mình sẽ đá hai trận hết chu hết cho anh em xem đội hình Manchester United kết hợp giữa Dream Icon, những cầu thủ huyền thoại và những cầu thủ hiện tại, đó, và một cụm cầu thủ của Manchester đó là Pogba. Ok anh em, thì bây giờ mình vô trận đấu mình đá xem như thế nào. Nói chung này làm clip về đội hình Manchester United nha anh em. Dalot hay lắm, Anthony không được, không qua được, không phải đâu bạn ơi. Con Pogba, Casemiro, vẫn là Casemiro chuyển xuống, Rashford sút vào. Mới chưa đầy 10 phút, Rashford đã ghi bàn mở tỷ số cho Manchester United. Quá tuyệt vời, quá hay anh em ơi. Đấy, Casemiro chuyền xuống cho Rashford, nó tung một cú sút từ xa ngoài vòng cấm địa và làm mở tỷ số cho Manchester United. Quá hay anh em ơi. Mình theo mình đánh giá cái đội hình này thì có thể leo ra lên tầm 1-2 cũng được anh em. Khả năng 1-2 cũng được. Chỉ có hàng hậu vệ thì hơi yếu thôi. Cứ là hai cánh anh em. Hai cánh hơi yếu thôi, nhưng mà đã ráng cũng được. Anthony chỉ xuống, Ronaldo ở đâu, nguy hiểm quá, Ronaldo sút vào, một phát sai lầm của Aguero trái nhé. Ronaldo ghi bàn nâng số lên 2-0 rồi cho Manchester United. Quá tuyệt vời, quá hay anh em ơi. Pha này chấp thời cơ của Ronaldo, một pha quá sai lầm của hậu vệ đánh đầu về cho thủ môn, nhưng mà Ronaldo đã bắt kịp lấy bàn tung một cú sút. Quá tuyệt vời, Rashford mất bàn nữa rồi. Các bạn, các bạn đang đúng đúng anh em ấy, hay lắm. Dalot, Bosco con chuyển quá, Ronaldo đi bắn. Bây giờ Ronaldo không được rồi, không qua được Marquinhos Hot rồi. Ronaldo đi bắn không hết hay, nhưng mà không qua được Marquinhos Hot rồi. Gundogan con Rodrigo không được rồi. Rodrigo chuyển quá nhẹ cho đồng đội. Pogba đi bắn vẫn còn. Pogba không được rồi, không qua được Anon rồi, phạm lỗi rồi. Chuyển xuống cho Ronaldo không được rồi, một pha chuyển quá nhanh của Pogba cho Ronaldo đã không thành công rồi, một pha đã phạt nhanh. Phút thứ 31 rồi, tỷ số vẫn đang là 2-0 nha anh em. Đó, một bàn thắng do công của Rashford và một thắng của Ronaldo. Ronaldo đi bắn không được rồi, một pha cướp bắn của Ronaldo mà không thành công, còn cướp bắn tiếp hay lắm, vẫn là Ronaldo. Ronaldo đi bắn hay quá, sút một cú đúp cho Ronaldo anh em. Một pha kèm người tay hình sân nhà của đối phương làm phương đúng túng lấy bắn và ghi bàn. Quá tuyệt vời, Ronaldo một cú đúp cho Ronaldo rồi anh em ơi. Đó, Ronaldo rất phong độ anh em, rất là sông sáo, rất là nhiệt, là nhanh nhẹ. Đó, lấy bàn cướp bàn rất là nhanh. Đội bạn, các bạn khá đúng túng anh em. Đấy là một pha đi bàn của Carlos nhưng không thành công. Rất là bình tĩnh anh em, bình tĩnh thôi. Đó, vì đất là lost Bosco là cái bình tĩnh dưới bàn là được rồi. Đó, đội bạn có vẻ đang đúng túng rồi. Pogba, đó là Pogba. Pogba chuyển xuống, Rashford sút đi, không vào, sút vào. Một cú hat-trick cho Ronaldo trong vòng hiệp 1, quá hay. Quá hay anh em, Ronaldo ghi cú hat-trick rồi trong hiệp 1 luôn anh em, quá ghê luôn. Mình đã quá tưng bừng anh em ơi. Ở sân nhà Manchester United đã tưng bừng. Quá tuyệt vời luôn anh em. Cái này không phải sân nhà nha anh em, nó giỡn thôi. Đây là sân nhà của đội bạn anh em ơi. Thì sau là 4-0 rồi anh em ơi. Trong đó có một cú rút, có một cú hat-trick của Ronaldo. Quá tuyệt vời cho Ronaldo. Một trận đấu đầy phong độ của Ronaldo. Còn Utop S này vẫn còn đá hay anh em ơi. Đã tuyệt vời anh em ơi. Ghi cú hat-trick rồi, Casemiro. Dalot. Hay lắm, một pha chuyển cho Anthony. Anthony rất là chống trái. Anthony làm gì đây Anthony? Sút không vào, và bắt cú bứt tốc của Anthony, nhưng mà cú sút dứt điểm cuối cùng lại chật cột dọc anh em ơi. Wow, một pha rất là đáng tiếc. Tỷ số là 4-0. Rodrigo không qua được Telles. Pogba, Rashford đi bắn hay quá, Rashford
Bác sẽ làm gì đây? Rashford! Đi bắn! Vẫn còn! Đi bắn! Chỉ quá! Hay quá! Pogba! Không vào! Một vài bàn quá hay của Rashford truyền cho Pogba! À! Penalty rồi! Ronaldo anh em! Ronaldo! Sút! Vào! 4 bàn thắng cho Ronaldo! Quá tuyệt vời! Một pha nỗ lực đi bắn của Rashford và truyền cho Pogba. Và Pogba đã bị phạm lỗi rồi anh em. Pogba hay là Rashford ta? Hình như Rashford bị phạm lỗi rồi anh em. Vỗ lên đến quả penalty cho Ronaldo. Và Ronaldo bị 4 trái rồi anh em ơi. Một trận đấu đầy phong độ của Ronaldo. Thì số là 5-0 rồi. Một trận đấu quá tưng bừng cho Manchester United. Đấy. Các bạn có vẻ như là đi kiều không qua được hậu vệ của mình rồi. Anthony. Vẫn là Anthony. Đi bắn hay lắm Anthony. Đi bắn. Không được. Không được rồi, pha đó nhìn là bắt bắn rồi. Một pha đi bắn quá đầy tốc độ của Anthony nhưng mà pha cuối cùng là không thành công rồi. Rashford. Rashford. Vì đích ăn kèm Rashford. Rashford. Trời quá hay luôn, một pha kèm người rất sát của Vidic. Rashford đánh tung một cú sút nhưng mà đã bị chui rồi. Bên mình thì định thay người Rashford ra nhưng mà mình không thay ra anh em. Mình vẫn để Rashford đá tiếp. Hay lắm, Anthony. Dalot không được rồi. Một pha chuyển nhanh của Dalot cho Anthony nhưng không thành công rồi. Một pha bàn bật rất nhanh. Không kịp và Anthony chạy lên. Ném biên rồi. Ô mà rồi. Ném biên đội bạn ta, mình tưởng là mình ném biên ta. Là trúng chân mình rồi. Dalot. Rashford. Rashford. Vẫn là Rashford. Wolski. Kin. Rodrigo không được rồi. Các bạn có những pha phối hợp nhưng mà phối hợp cuối cùng lại là sai địa chỉ rồi. Rashford, tốc độ của Rashford sẽ làm gì đây? Rashford đi bắn. Như phạm lỗi rồi, đúng rồi. Một pha phạm lỗi của đội bạn rồi. Có lẽ trận đấu đã an bài anh em, 5-0 rồi. Đội bạn không còn gì để gọi là muốn đá nữa. Đánh đâu không được. Đang tìm kiếm một bàn thắng nhân dự nhưng mà vẫn chưa được. Phút thứ 90 rồi. Rodrigo không được rồi. Rồi bạn thật sự chưa có một pha thật sự là nguy hiểm anh em. Mình đã ép sân luôn anh em ơi. Đã ép sân thì trận đấu luôn. Rashford. Kết thúc trận đấu anh em. 5-0. 4 bàn thắng trong đó có Rodrigo của Rodrigo. Và 1 bàn thắng của ai ta? Cái chè là nãy mình quên ai ghi bàn ta. Bàn thắng ai đầu tiên của Rashford anh em. Bàn thắng đầu tiên của Rashford và 4 bàn thắng của Rodrigo. Đây bây giờ anh xem cho anh em xem trận đấu thứ hai nha anh em. Của Manchester United đá như thế nào. Mình thấy cái đội hình này không khá ổn anh em. Chỉ có hai cánh là hơi yếu yếu thôi. Anh em ráng cố gắng đá tốt một chút là ok. Đó. Ngoài ra mấy vị trí khác thì thấy khá ok anh em. Ngay cả cái Martinez nó hơi lùng lùng nhưng mà bật nhảy cũng được. Đó, up lên bật nhảy cũng được, kèm người tốt. Anthony. Anthony, anh sẽ làm gì đây Anthony? Anthony. Chuyền vào, Rashford. Không được rồi. Ronaldo. Sút vào. Lại là Ronaldo anh em, để mở tỷ số rồi. Ronaldo, Ronaldo. Cực kỳ phong độ, quá cực kỳ phong độ luôn em. Quá hay luôn, Anthony cái này đá hay quá anh em. Nhỏ 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 con đi bằng tốc độ đó chứ. Quá hay luôn. Chuyền vào đội bạn phá bàn lên ngay trên Ronaldo. Ronaldo không thể nào bỏ lỡ cơ hội như thế được. Và ghi bàn lên. Quá tuyệt vời anh em ơi, 1-0 rồi. Hay lắm. Lấy bắn. Đúng rồi, Rashford. Đi bắn, không được rồi. Pha này móc bắn lên là hơi hơi dở rồi. Mà đi kêu chứ ta, đi kêu kiểu qua người chứ ta. Müller, không được. Müller, vẫn còn Müller. Không được rồi. Một lần chuyển cho xích nhưng không thành công rồi. Ronaldo. Pogba. Pogba. Ronaldo. Hay lắm. Rashford. Pogba. Đây là Pogba. Không được rồi. Một vài ý đồ chuyển xuống cho Rashford nhưng mà chuyển các bạn như bị hớ rồi anh em ơi. Chuyển hết pin rồi. Gullit. Wijnaldum. Endo. Sene. Vẫn là Sene. Một pha đi kêu của Sene, tốc độ, Dalot kèm vô, đúng rồi. Anh em thấy không, Dalot thì hơi chậm nhưng mà anh em đáng đáng kèm từ từ được rồi. Không cần phải thiết thiết là lao vô lên. Đấy, Ronaldo. Vẫn là Ronaldo. Thì quá, không được rồi, lấy bắn. Ronaldo có vẻ khá là xông xáo anh em. Lấy bắn lên, Anthony, đúng rồi. Một pha đi kêu của Anthony. Anh sẽ làm gì đây Anthony. Anthony, Anthony, hay quá Anthony đi bắn. Xuống đi, vào, 2-0 rồi. Một pha đi bắn đầy kỹ thuật của Anthony. Quá tuyệt vời. Quá hay anh em ơi. Một vài bàn đầy kỹ thuật. Đó đi kêu anh em đi nào. Đó đi kêu, đi kêu, đi kêu. Quá trời kêu luôn. Làm tỷ số lên 2-0 rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Số 32 rồi. Tỷ số là 2-0. Nghiêng về Manchester United. Mình đã sân nhẹ nữa chứ. Quá ghê luôn anh em ơi.
trên sân nhà nữa, lấy bàn hay lắm. Charles, Pogba, Rashford, Rashford, Pogba, không được rồi, Pogba cầm bàn mất bàn rồi. Sức, Muller, sức, không được, hay lắm, cầm Sergio đã bàn rồi. Rashford, Ronaldo chuyển xuống, đúng rồi, Rashford quá chậm chạy cho bên cánh. Rashford chuyển quá, Casemiro sút vào, 3-0 rồi, là Casemiro nha anh em, quá tuyệt vời. Một pha lên thế tấn công của Casemiro và anh đã ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 rồi. Một đường chuyền quá hay cho Casemiro của Rashford, quá chậm chạy luôn. Một pha chạy chỗ quá hay của Casemiro. 3-0 rồi nha anh em, hiệp 1 nha anh em. Bây giờ mình sang hiệp 2 nha. 3-0, 3 cầu thủ ghi bàn. Đó là gì ai? Ronaldo, Casemiro và Anthony. Bây giờ sang hiệp 2 nha, để xem mình tấn công thêm coi em ai ghi bàn nữa không. Hình vô một bàn rồi. Góp 3 à, Rashford. Rashford để bắn hay lắm, một pha tốc độ của Rashford. Sẽ làm gì đây? Chuyền quá, góp 3 ghi bàn, cơ hội sút vào. Góp 3 ghi bàn nha anh em, 4 cầu thủ ghi bàn, 4 trái luôn anh em, ghê chưa? Góp 3 anh em ơi, một pha chuyền của Rashford rất hay. Rashford đã cái này hay quá anh em, hai pha kiến tạo rồi. Kiến tạo cho Casemiro các bạn, giờ kiến tạo cho Pogba ghi bàn, quá tuyệt vời anh em ơi. Nói chung Rashford là một con là tấm lê cũng đã đáng dùng rồi anh em, quan trọng là anh em biết dùng nó như thế nào thôi. Hay lắm, Ronaldo, Anthony, vẫn là Anthony, đi bắn, Anthony, quá rồi hay lắm. Anthony phối hợp với Ronaldo, Anthony, vẫn là Anthony, chuyển vào, đánh đầu không được, Rashford kia, một pha đi bàn quá hay của Anthony. Nhưng mà pha chuyền vào không ai đánh đầu được rồi. Pogba, Ronaldo, Ronaldo, Martinez, Anthony, Anthony, chuyền Bosco sút vào, quá tuyệt vời anh em, một pha đi bàn quá hay của Anthony và là chuyền cho Bosco ghi bàn. Thế này đấy, Anthony có dứt điểm cũng được, nhưng mà Anthony đó đồng đội chuyền cho Bosco rất là chống chạy ở trong, tung một sút lên lên, sút nối lên em, nóng không rồi. Lại là một trận đấu tưng bừng cho Manchester United anh em ơi. Quá tuyệt vời, một phong độ quá tuyệt vời luôn. Pulis, Muller, vẫn là Muller. Đội bạn vẫn chưa thật sự là có những pha nào thật sự được nguy hiểm, uy hiếp cũng thành của Van der Sar. Hai trận đấu mình đã ép sân luôn anh em ơi. Anthony, tốc độ của Anthony, vẫn là Anthony. Anthony xứng đáng có thêm một bàn thắng nữa. Anthony, thì vào, đánh đầu vào Rashford anh em. Không, Rashford xứng đáng cái một bàn thắng trận đấu này, Rashford đá quá hay trận đấu này luôn. Tỷ số là 6-0 rồi. Còn là Anthony đó, hai bàn pha kiến tạo rồi anh em, kiến tạo cho Bosco ghi bàn vừa rồi và một pha chuyền vào cho Rashford đánh đầu ghi bàn. Trận này thì xứng đáng Rashford có một bàn thắng anh em, quá quá hay luôn. Tốc độ rồi đi banh rồi chuyền banh rất là hay. Tỷ số là 6-0 rồi, 6-0, 6 cầu thủ ghi bàn anh em. Trời ơi, trận đấu quá hay luôn anh em ơi. Phút thứ 84 rồi, đã lost. Hay lắm, Anthony, Anthony đã cũng khá hay trận đấu này. Có những pha đi bàn dốc pin và đi bàn kỹ thuật. Đi bàn đấy, đi bàn, đi bàn, đi bàn. Không được rồi. Pha đi bàn của Anthony đã bị hậu vệ kèm rất sát rồi. Trận đấu kết thúc cho anh em, 6-0 anh em ơi. Trận đấu tưng bừng y như trận đấu trước luôn. 6 bàn thắng do 6 cầu thủ ghi bàn. Quá tuyệt vời anh em. Trong đó có bàn thắng của Rashford nè, Anthony nè, Ronaldo, Casemiro, Pogba và Bosco, 6 bàn thắng, quá tuyệt vời anh em. Thì hôm nay mình làm clip review về đội hình Manchester United cho anh em. Nói chung đội hình này đã cũng khá ok anh em, leo lên được, được. Đó, thì anh em thấy clip thì hay thì like, share cho mình nha anh em chưa đăng ký, đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.